Ok, hello, xin chào tất cả quý anh em đồng đạo Gia Lâm Chuyện Kỳ ZX và cũng như anh em server của Khải đang chơi. Đây là server Đại Trung Nguyên, trang chủ tình nghĩa giangho.com. Như anh em cũng một số anh em hay hỏi Khải trên lúc livestream thì hãy làm video hướng dẫn anh em đọc border là như thế nào và anh em đọc trưởng như thế nào, anh em đọc down như thế nào. Thì ok, trong mọi người ở clip này thì Khải sẽ hướng dẫn anh em cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng của anh em đọc border nha anh em. Anh em nghe từ border là có vẻ như là nó anh em không hiểu lắm, nhưng mà border ở đây là chúng ta có thể vừa đánh down được vừa đánh trưởng được nha anh em. Như những trận liên đấu trước của Khải thì Khải cũng đã đạt top 3 liên đấu á, thì Khải cũng là đi đường anh em đọc border đó. Khải vừa đánh down được vừa đánh trưởng được, nói chung là đánh bên nào cũng có lượng độc là hút đam là chết thôi. Ok, và không có nói dài dòng nữa thì ok, để bắt đầu vào thì Khải sẽ hướng dẫn anh em tăng. Ví dụ như bên phần tiềm năng thì thường thường như Khải á, thì Khải nói thiệt là Khải không muốn tăng sức mạnh lắm nha anh em. Chúng ta nên đánh thẳng full sinh khí luôn. Nên đọc border chúng ta chỉ cần lượng máu càng trâu càng tốt, không cần lượng đam từ sức mạnh nha anh em. Tại vì border là chúng ta vừa có thể đánh trướng được, vừa thở đánh đau được, nên là không cần tăng sức mạnh nha anh em. Đó. Hiện tại bây giờ đó tiềm năng Khải sẽ tăng mát. Hiện tại mát máu Khải được 6.5 đấy. Hiện tại Khải đang cởi con ngựa xích lông cầu nha. Đây. Xích lông cầu luôn là lượng máu cũng khá là cao. Đây, và tiếp tục ở video này thì giờ tiếp tục cái đoạn kỹ năng. Thì để đánh em đọc border thì chúng ta phải nghĩ đến cái đoạn đó là skill bất đọc xuyên tâm. Bất đọc xuyên tâm thì Khải sẽ tăng mát. Kiểu này sẽ là đam chính cho cái luồng đam đau của Khải. Đó, bất đọc xuyên tâm Khải sẽ đợi F2. Đấy. Nói chung thì cái đầu tiên là bất đọc xuyên tâm rồi. Việc còn lại thì bây giờ thì những cái kill như ví dụ như là ngũ độc đao pháp thì Khải sẽ tăng mắt để lấy cái hiệu ứng tấn công chí mạng nha anh em. Đó, đây là năm độc border nha anh em. Khải đánh bất độc cũng khá là đau nha. Đó, Khải sẽ tăng mắt cái kiểu ngũ độc đao pháp lấy cho tăng tấn công chí mạng 27%. Đó, còn cái sát thương thì được cũng chả sao. Hiện tại bây giờ anh em cùng xem cái kiểu bất độc của Khải là một cái số đúng không? Tiếp tục chúng ta sẽ nghĩ đến đó là đoàn chống phái, võ công chống phái của năm độc. Khải sẽ tăng mắt. Đó, đây là anh em đọc border nha anh em. Đó, hiện tại Khải đang đánh về cái đường đó là đao. Khải có thể đánh được bắt đọc này, với lại đao 9x lượng đam khá là tốt. Bắt đầu chúng ta tăng mát thì tùy server. Như server Khải thì tăng mát 20 thì nó sẽ được 121 độc sát trên một lần. Còn Khải đây là 20 cộng 2 điểm kỹ năng, một nhắc kỹ với lại một bao tây. Nên là bắt đọc của Khải lên được 22 điểm thì cái lượng độc sát của nó lên là 149 điểm trên một lần. Đó, Khải chỉ cần xoay bắt đọc một hai cục thì đối phương cũng có thể nằm xuống rồi. Đó, và tiếp tục thì chủ yếu hai cái đòn chính này thì bây giờ Khải sẽ cần thêm một số điểm phụ trợ cho đao bắt đọc. Nói chung là đây, Khải sẽ tăng cho huyết đao độc sắc một cấp thôi. Rồi nó lấy kỹ năng lên lần 3. Đó, cứ phụ trợ đao. Đây, chu cáo thanh minh Khải sẽ tăng một thôi, tại vì điểm mình không có nhiều. Đó, xong. Tiếp tục là Khải sẽ tăng đến cái kiêu ngũ độc trưởng pháp để lấy cho cái lượng độc sát cho cái kiêu sau vô hình. Chạy đối phương sẽ bị rút độc xung quanh. Đây là phụ trợ cho chiêu sau vô hình. Và tiếp tục Khải sẽ đặt cái kiêu vô hình học. Vô hình độc là sau vô hình này em. Anh em thường hay gọi là vô hình độc là nó là chiêu sau vô hình đấy. Ok, thằng mát luôn. Bàn tay mát phụ trợ cho cái sau vô hình. Rồi sau vô hình cũng mát luôn nha anh em. 20 cộng 3. Cái này cũng 20 cộng 5. Đó, lượng độc rất là cao. Đó, chạy sau hình 28 trên một lần, 28 điểm trên một lần, kèm theo bàn tay nó là 52 nữa, lượng độc ra từ sau hình khá là cao. Rồi độc xa trưởng, bây giờ chú tâm đến cái lượng đam thì Khải sẽ tăng nó vào chiêu U Minh Khô Lâu tăng mắt. Chỉnh qua bàn tay kêu chính ít cho anh em xem. Đó, tại đã được 8 cái máy lực tay đúng không. Bây giờ Khải sẽ tăng một điểm vô cái kêu kháng độc cộng 1 cộng 9 chứ, nó sẽ nhảy lên. Rồi ok, cho nó lên mười mấy điểm. Đó, 75 cộng 2. Rồi tiếp tục là đọc xa trưởng. Đọc xa trưởng, giờ cái bùa. Giờ như cái bùa thì thường cái bùa này Khải sẽ tăng mắt. Mắt cái bùa này trước. Rồi cái này thì không có điểm rồi, đó, tầm này thôi. Chủ yếu là vẫn đánh về cái chiêu vạn độc thực tâm, là cái kêu thời gian trúng độc á anh em. Bứt vào đối phương thì sẽ trúng độc rất là nhanh. Chỉ cần như vậy và chạy sâu vô hình, hoặc là đánh bất độc, hoặc là đánh kêu chiến đích đao, hoặc là đánh kêu trưởng, thì chỉ cần cắt bùa lên
hai mùa lần. Nói chung là điểm Khải đang thiếu nó là không có đủ điểm được. Nếu mà đủ điểm thì Khải sẽ đang tiếp tục kêu xuyên tâm độc thích cho mắt. Một á là bỏ kêu ngũ độc đa pháp xuống, mắt chăm chăm vô kêu này cũng được. Đó. Dạ thôi. Là vừa đánh bắt độc được, vừa đánh chướng được nha anh em. Nói chung là hiện tại đang 139 cấp thì không được mát cho lắm, nên là lượng điểm nó rất là thấp. Nên là như thế này chủ yếu là vẫn nó là cái kiểu bùa vạn độc thực tâm. Đó, cái bùa này đánh solo rất là lợi hại nha anh em. Làm gì làm cắt được đối phương cái bùa này và chạy sau bùa hình thì đối phương đã rút mớ máu rồi. Rồi kèm theo cái kiểu âm kháng độc nữa thì gọi là bá đạo luôn. Cái này thì nếu mà anh em có dư điểm thì em có thể tăng mát, hoặc là anh em bỏ điểm từ ngũ độc đa pháp xuống thì mình mất đi cái chí mạng, mất đi chí mạng từ bắt độc, tùy anh em thôi. Như Khải thì Khải hôm trước Khải tăng như thế này thôi đó, lượng 9x thì Khải được như thế này thôi. Tại vì Vinh vừa đao vừa chưởng anh em, nên là nó không có chuyên về cái lượng đam bên chưởng hoặc là bên đao, nên là mình chủ yếu là cái kiêu độc sát thôi. Độc sát này anh em thấy chiêu 9x âm phân thực cốt này, cái lượng độc của nó sẽ ra là 177 điểm trên lần đó. Lâu lâu ví dụ đứng xa đối phương thì mình có thể chưởng đó, nếu mà đứng gần thì mình có thể đánh bắt độc xuyên tâm, nói cho cái lượng độc sát 149 trên lần đó, trong tùy mọi người thôi. Còn Khải hả, như cái đoạn Khải tăng như thế này là Khải đánh liên đấu anh em đó, ví dụ như thế này thôi, hoặc là đánh kêu 9x thì lượng độc sát thì nó có 68 điểm trên lần, nên là Khải rất ít khi mà đánh kêu 9x này. Nhiều lúc mà Khải đánh kêu 9x này chỉ Khải đỡ giữ chân đối phương thôi, lâu lâu giữ chân đối phương, giữ banh anh em, giữ banh sơ, tại vì Khải đang có đao top 30 banh sẵn, nên là lâu đánh kêu 9x là cái lượng độc nó nổ ra là làm giật đơ người đối phương. Đơ người đối phương rồi bắt đầu là mình cắt bắt độc thôi, mình nhảy bắt độc thôi. Dạ thôi. Đây là cái đường chuyên tăng cho chuyên đánh bơ đơ nha anh em, gọi là vừa chướng vừa đao, cái nào cũng có đam. Đó, không riêng gì cái nào cũng có đam nha anh em. Cái nào cũng có đam nha. Đó, đây là bắt độc. Đó, quăng một cái thôi. Là thấy đã ớn rồi, thấy chưa? Nói chung là phải cắt cái bùa. Đó, làm gì làm phải có cái cắt cái bùa, thời gian chống độc xung quanh này, chạy rút độc rất là nhanh. Cái này nhiều anh em không chơi thì không biết, nhưng mà chơi rồi sẽ biết cái sức mạnh của anh em độc. Phải có bùa nha anh em, phải có bùa mới ngon được. Đó, lâu lâu có dù đứng xa đối phương, cắt cái bùa, đó, trưởng. À, đây, trưởng đây. Cắt cái bùa, trưởng hơi bị ngon luôn. Lượng lực tây bên này cũng được 9 cái máy nha nè. Nói chung là mình chủ yếu mình lấy cái lượng độc sắc đi ra. Trong lực tây thì nói chung là càng cao càng tốt, nhưng mà tầm điểm này thì chỉ có như thế này thôi, không hơn được nữa anh em. Tại vì em độc bơ đơ. Đó, nó như thế này thôi. Rút độc rất là nhanh. Đó, chủ một cái mà anh em thấy không? Chết ngay cái chỗ 10k liền. Là chủ 30k. Đó, chủ 30k chữ 2 cái, thấy chưa? Nói chung là phải đánh xoay chuyển vừa bắt độc này, vừa âm phong này, vừa kêu hiền hiền âm chảm của anh em độc đao này. Như anh em có xem những buổi liên đấu thì cũng biết thôi. Đánh 9x này chủ yếu là giữ chân, làm giật đơ đối phương, rồi cắt bắt độc thôi, cắt bắt độc thôi. Ok, như thế này thôi anh em ơi, anh em cùng sơ qua một lần nữa nha. Thường thường khá sẽ đỡ như thế này, rồi Khải đánh bắt độc. Đó, anh em cùng xem sơ một lần nữa. Nếu có điểm thì chú tâm vào cái bùa một tí. Nếu mà còn dư điểm nhiều á, tại vì cấp Khải thấp quá, nên là nó như thế này thôi. Đó, anh em nhìn sơ qua. Đây là Khải tăng theo kiểu border nha anh em, border nha, vừa đao vừa chướng được nha. Đó, anh em nhìn sơ qua một lần nữa. Ok, anh em xem clip thì đừng quên để lại Khải một like chia sẻ giúp Khải anh em ơi. Khải sẽ tiếp tục hướng dẫn anh em cách tăng anh em độc chướng và anh em độc đao như thế nào nha anh em ơi. Ok anh em.